Cùng loa tháp Samsung bùng nổ giai điệu với công suất mạnh mẽ, chiêu cuộc vui muôn nơi. Lại cuộc sống sẽ không thể thay đổi nhiều sau một đêm được công chiếu. Vài ngàn bình luận cho đến khi đã thoát ra thì mới giật mình nhận ra là mình đã đọc không thiếu. Người thì nói là không hiểu, người thì nói là trông tếu, người thì nói là rap chán, nghe như đang đọc văn điếu. Nghe cũng bình thường mà, vậy mà đó là năng khiếu. Dựa hơi người khác làm nên ca sĩ rap hay đang giảng đạo lý vậy? Im lặng ông là quên đi. 16 mét vuông một điện thoại cùng một TV, ngắt wifi và liên tục overthinking. Ngày mình sẽ thất bại nên phải đọc thêm một comment nữa. Nghe cho nó đi. Năng lực như vậy mà đòi zombie. Không biết Big Daddy lúc đó đang nghĩ gì. Không biết Andre lúc đó đang nghĩ gì. Vì không biết mi quay lúc đó đang nghĩ gì. Chính người thì mười ý, cũng không biết phải lắng nghe ai và cũng không biết phải đáp trả ai. Bài này coi như là một công đôi việc vậy. Hả? Đứng trên đây cũng để chứng minh cho chính mình thôi. Còn chưa bước let's stay, họ đã hét tên anh ra mà có. Giờ nói thêm chi cũng chẳng khiến cho anh paranoid. Chẳng nhiều thời gian nên phải chạy nhanh và phân thân đã làm đủ. We sẽ get higher, make going away, going up. Bao ngày ôm mơ sẽ bay cao, whoa. Tên đặt ngang với những ngôi sao, whoa. Bây giờ không còn là chim bao rồi, whoa. Cầu như kinh tế mà giờ mang rap đi thì gia đình không ngờ thằng con sắp thành celebrity. Giờ cũng đã biết phải nổi tiếng để làm chi, một là cho mẹ thôi nghĩ, hai là kiếm VND. Không cần đưa GMND vì đã có trên wiki là Google, anh làm được hai việc như CV. Kết nối với thế giới ngoài kia bằng giọng nói và khiến tất cả phải hát theo như karaoke. Thành công hay không mới đây play my circle. Tay làm hàm nhái biết tương lai không phải mơ hồ. Có là thất bại 30 giây xem quảng cáo là chơi lại như trong game. Tên này xây lên những cơ đồ. Cũng không thể biết đó là mình sẽ làm được, nhưng vẫn phải tiếp tục miệt mài và hăng say. Cho đến hôm nay cũng đã nếm được vị của medium brand, của bè cùng bằng tay. Qua cái thời mà xin fit, rap name có thể không một ai biết. Ngôi sao gì đó phải im hết khi chỉ mới nghe thấy một verse để tâm huyết. Lời viết là ngắt từ trong lòng, nên không cần máy lạnh bằng trong phòng. Đơn giản chỉ là để tiết kiệm điện, lý do chính mới là để mất kiên hết. Còn chưa bước lên stay, họ đã hát tên anh ra mà coi. Giờ nói tiếp chi cũng chẳng khiến cho anh paranoid. Chẳng nhiều thời gian nên phải chạy nhanh vào phần thân đã làm đủ. We take it higher, make going away, going up. Bao ngày ôm mơ sẽ bay cao, whoa. Tên đặt ngang với những ngôi sao, whoa. Bây giờ không còn là chim bao rồi, whoa. Trên bàn cũng đã hơi đầy dâu Harry Kane cả vương miệng mình đánh đơn này. Vì tao đã biết mình sẽ là ai, từ xưa chưa căn cước. Ai có cho bác những ngày mưa 3 năm trước. Và tiền thể muốn biết là thí sinh của những mùa sau sẽ nhìn anh như thế nào. Tụi bay cách thai 30 trước một con đơn vị của công cơ. Vì đồng hồ anh không nhận lại như là công tơ. Cả nhà hỏi tại sao mày rác cho lúc mày đang ngủ. Để thức dậy có được sống như trong mơ. Không mất thời gian đâu. Viết hết vào nhạc giống như cách mà anh than sầu. Đưa anh ra đi thì anh đứng ở trên trang đầu. Bởi vì ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Những câu chuyện đằng sau nói và cái giá của sự sang giàu. Chỉ sau lần đầu khi lên sóng, việc kinh doanh của mẹ anh khác ngay. Mà đó thì chỉ là mới rap. Tại sao mọi người còn chưa biết anh hát hay? Cứ việc gọi là rap mà đẹp trai, khi chăm nghe thì không mà mắt thấy. Đẹp trai đúng, nổi tiếng đúng, nhưng mà tụi anh rap hay. Còn chưa bước lên stage, họ đã hát tên anh ra mà coi. Giờ nói theo chi cũng chẳng khiến cho anh paranoid. Chẳng nhiều thời gian nên phải chạy nhanh và phân tâm đã làm đủ. We take it higher, make going away, going up. Bao ngày ôm mơ sẽ bay cao, whoa. Tên đặt ngang với những ngôi sao, whoa. Bây giờ không còn là chim bao rồi, whoa. Harry Kane và Hiếu thứ hai, thưa quý vị. Đừng đó. Hôm qua hát rồi bỏ của chạy lấy người như vậy được. Thì em chào anh Thành. Quá trời rồi, chiêu trò quá rồi mấy anh chị ơi. Thưa quý vị, Harry Kane và khách mời
Hiếu thứ hai. Thực ra không phải chiêu trò anh ạ. Cái này là ngày xưa lỡ mồm hứa ở trên social. Tự nhiên vô tình em nhắc thế là... Nhưng mà cũng giữ lời đấy. Hiếu thứ hai đẹp trai thật. Cảm ơn Justity đã chia sẻ nhưng anh vẫn nghĩ đây là chiêu trò. Ok. Sao? Giờ hết hãy trong quán bar lên đây hãy rồi hả? Có không? Nãy giờ có hãy không? Dạ không có, không, em không có hãy đâu. Em đàng hoàng lắm, em đâu có làm gì đâu. Ok, cho anh hỏi là vì sao hôm nay em lại chọn để xuất hiện chung với bạn của em? Dạ, lý do thứ nhất giống như là nãy anh Ti nói, giống như là quýt làm cam chịu vậy. Quýt làm cam chịu vậy. Quýt làm cam chịu vậy. Khang lỡ tên hứa rồi, thì em phải xuất hiện. Còn cái lý do thứ hai là giống như em rap trong bài hát của em là I got your back như ngày mưa 3 năm trước. Thì 3 năm trước là em cũng đã có sự hỗ trợ từ Khang, nên là hôm nay em lên hỗ trợ Khang lại. Nói gì nói chứ ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn sự xuất hiện của Hiếu thứ hai, chắc chắn kỳ bùng nổ cho tiết mục này. Một tràng pháo tay nữa cho vị khách mời đặc biệt này. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Hiếu thứ hai, Hiếu thứ hai. Cùng loa tháp Samsung bùng nổ giai điệu với công suất mạnh mẽ, chiêu cuộc vui muôn nay. Giờ hỏi thiệt nè. Dạ. Khi mà em mời một cái người bạn mà biết đẹp trai hơn mình. Anh không có chê em xấu nha, em vừa ra là anh khen em đẹp trai rồi đúng không? Dạ đúng. Cái nào mình nói rõ ràng đó. Ok. Khi mà mình mời một cái đứa bạn mà mình biết đẹp trai hơn mình thì mình sẽ thấy là spotlight sẽ dành cho bạn. Vậy tại sao em vẫn mời? Theo em thì mình có cái lời hứa tự trọng của một người đàn ông là mình nói là mình sẽ làm. Ok. Mà em không biết là bây giờ em có vô được vòng trong hay không. Nên là bây giờ thôi, mình lỡ nói rồi thì mình đem Hiếu thứ hai lên coi như là uy tín của mình. Ừ. Thứ hai là có sự xuất hiện của Hiếu để tiếp thêm cho mình động lực nhiều hơn, chứ mình không có so sánh là em đẹp trai hay không. Chỉ là em đàn ông trong cái lời nói của mình là được rồi. À, em chắc khẳng định là em đàn ông hơn đúng dạ, không? Đúng rồi. Ít ra là mình sẽ không hãy như nó. Mình không. Hãy cũng cũng được anh. Ok, đó chứ anh luôn trân trọng những cái tình huynh đệ. Tại vì chúng ta đều xuất phát cùng một điểm, không cần biết cái chặng đường của cái người còn lại đi được bao xa. Chỉ cần mình quay lại mình thấy à vẫn còn bạn mình đứng đó, đó là mình những cái gì đó rất là quý giá. Anh trân quý cái sự kết hợp này của hai tụi em. Dạ em cảm ơn anh Chánh Thành, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mời B-Ray nghĩ sao về tiết mục này? Dạ thưa anh Thành, lúc nãy khi mà Hiếu thứ hai ra xong rồi mọi người ở đây la to quá, thành ra là em cũng không có nghe được rõ cái bài nhạc. Nhưng mà em thích cái hook, nghe rất là catchy, rất là quốc tế. Dạ. Trước khi Hiếu thứ hai ra đi mình tính đoạn đó đi, ổn không? Ổn ạ. Dạ dạ. Okay. Anh thấy sao anh Thành? Cái bản này is cool, I like the hook. Nhưng mà I feel like you brought Hugh to high out here to kind of like steal your shine. You know, overall I think your performance was good, the energy was there, but there's something missing, man. Like, you know what I'm saying? Em biết không, những gì anh Thái nói cũng là những gì anh đang lo lắng cho em. Là bởi vì khi mình biết mình với Hiếu là huynh đệ, nhưng trong mắt khán giả thì điều đó người ta không cảm nhận như mình, đúng không? Dạ, thưa anh Thành, em lại không nghĩ thế ạ. Em nghĩ là Khang đã rất máu lửa trong cái vòng này rồi. Bạn ấy có sự bứt phá rõ ràng so với cả vòng 1. Mặc dù Hiếu đã rất tinh tế trong cái việc bạn ấy đã xuất hiện sau, nhưng mà phải công nhận vì Hiếu hiện tại đang rất là hot, cho nên là có thể là khán giả ở đây thì tập trung nhiều vào Hiếu. Nhưng em thì em lại nghĩ là Khang đã có một màn trình diễn quá tuyệt vời. Em rất là hài lòng vì cái bài trình diễn của bạn ngày hôm nay. Đồng ý. Hơn ai hết anh thấy em là người rất là có khả năng và rất là có tiềm năng luôn á. Cho nên anh nghĩ là em phải có những cái tính toán để bảo vệ cho cái ánh sáng nơi em phát ra. Nhưng mà em đừng có hiểu làm anh nói like xấu or anything, you know what I'm saying? You did a good job, bro. You know what I'm saying? Cho em nói thêm là tại vì những gì mọi người thấy thì có thể hiểu được là lý do tại sao Hiếu thứ hai có thể nổi tiếng như vậy. Và dĩ nhiên là em không thể so sánh được những cái cá thể nó quá vượt trội như vậy. Em tự tin và tự hào là em đứng đây và em phô diễn những cái em có được cho mọi người nghe. Andre, bạn nhận xét như thế nào về phần thi của Khang? Khang nhận xét một chút về vừa đầu của em ấy. Cái bay nó rất là dày, cho nên là anh có một cái tip cho em là em cố gắng em tìm cho em một cái tông giọng nó đủ dày để mà có thể chơi được con beat bay dày như thế này. Dạ, cảm ơn anh. Okay. Cảm ơn Bầu. Bài này đối với anh rất hay. Đúng. Cảm ơn thầy. Quan trọng là cái thái độ bọn em dám đối diện với những cái mà người ta luôn luôn lôi lên để làm bàn cân, và bọn em đứng lại, dám đối diện với nó, dám đưa ra rất là nhiều những thứ để có thể chứng minh được sự cố gắng của bọn em.
Em hôm nay em rất là bứt phá khi mà em dám thoát ra khỏi những cái hình ảnh an toàn trước đấy. Bài này thì anh không có cái gì để anh có thể nói nữa rồi, kể cả về ý nghĩa lẫn cái content mà bọn em đưa vào. Câu chuyện xuất hiện của Hiếu thứ hai thì nó cũng không phải vấn đề, vì hai người củng cố cho cái chủ đề sau của em. Một công đôi việc. Yeah, cái đấy đáng công nhận. Cảm ơn Tây rất nhiều ạ. Yeah. Khang ơi, Khang. Đẹp trai đúng, nổi tiếng đúng. Nhưng mà tụi anh rap hay. Yeah. Su thấy sao Su? Hôm nay cái sự tỏa sáng nhất đó chính là khả năng viết nhạc của bạn. Cách sắp xếp bài, những thứ bạn làm nó đem được cái cảm xúc và hiệu ứng ở trên sân khấu. Mọi người đừng quên, từ đầu tới đuôi những cái gì Khang nói ở trong bài nó đã rất là chắc chắn, mạch lạc. Và đặc biệt chị cực kỳ thích cái chorus của em, chị nghe nhớ hoài cho tới bây giờ. Keep, tiếp tục. Whoa. We take it down and make all the way going up. Chất giọng của Khang chị thấy một cái sự tiến triển vượt bậc. Và hôm nay chúc mừng em là những cái gì mà em đã cố gắng trong thời gian vừa qua nó đã được tỏa sáng lên sân khấu cùng với bạn của em. Dạ, cảm ơn chị Su. Cảm ơn Su. Rick, em có được một vài lần đi diễn thì em có gặp cả tổ đội của Hurricane. Thì đối với em đây là một tổ đội khá là đồng đều nhau. Khi mà các bạn fit với nhau, các bạn rất là nâng nhau lên chứ không có ai dìm ai xuống hết. Và kể cả cái bài diễn hôm nay, cho dù mọi người có nói Hiếu thứ hai xuất hiện trên Spotlight không, em không có nghĩ vậy. Em nghĩ là cả hai đang làm cho cái bài nó hay hơn. Và Hurricane đang làm rất tốt cái vai trò của mình về phần daily. Và đây là một Hurricane em muốn thấy từ sớm cả. Em muốn thấy một Hurricane ngông như thế này nè. Nhìn bạn ngoài vậy thôi chứ em biết bạn là một người khá là khiêm tốn. Dạ, yeah, ngay cả bây giờ vẫn như vậy. Thôi đừng e dè nữa em, đừng. Thi xong là trở lại trạng thái e dè liền. Dạ, yeah. Nếu mà bạn chịu khó nghiên cứu và giữ được cái phong độ này, những cái cách làm hook catchy như thế này thì bạn còn đi xa nữa. Cảm ơn Rick. Khang à, mình sẽ có những người bạn, có thể cái chặng đường của bạn mình đã đi trước mình được một đoạn, nhưng tất cả mọi thứ trên đời này đều là tạm thời. Cho nên anh muốn em luôn luôn phải tin rằng là mình hay ho như thế nào, mình cũng ngon lành như thế nào. Cái niềm tin em đủ lớn thì nó sẽ đến với em. Dạ, yeah, cảm ơn anh Thành. Ok, cố lên nha. Và hôm nay họ đã làm rất tốt, thưa quý vị, Hurricane. Thank you.